Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Trong giới showbiz, người mà giới nghệ sĩ ngán ngẩm và sợ không kém chính là thế lực paparazzi. Đây là đội quân hùng hậu khôi được loạt hình ảnh bê bối trong giới giải trí. Nhiều mỹ nhân, nam thần khổ sở vì đời tư bị phanh phui bởi những khung hình chỉ mạng mà paparazzi thu thập được. Trong số các ngôi sao khốn khổ vì cánh săn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh được cho là nhân vật rơi nước mắt nhiều nhất. Thời điểm trước khi công khai kết hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh từng vướng tin đồn mang thai, vậy nhưng cô khéo léo một mực phủ nhận. Sau đó cặp đôi liên tục bị bắt gặp nắm tay nhau đi dạo phố, vòng hai của nữ diễn viên ngày càng nhô giảm. Nữ thần hỏi Triệu vừa liên tiếp không chịu thừa nhận, vậy nhưng chính đệ nhất paparazzi chắc vĩ là người lên tiếng khẳng định nữ diễn viên hỏi Triệu đang mang thai đứa con đầu lòng với tài tử họ Phùng. Nguồn tin từ các báo Hồng Kông cho hay, năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh từng tới khóc lóc cầu xin chắc vĩ hãy buông thai cho cô. Những hình ảnh paparazzi cung cấp đã ảnh hưởng tới nữ diễn viên rất nhiều. Cô cho biết đã nhiều đêm bản thân không thể ngủ nổi, vội vã bay từ phim Trường Hoành Điếm về Bắc Kinh để nhận phỏng vấn của Trác Vĩ. Sao không buông thai cho tôi? Đừng chĩa mũi rùi vào tôi có được không? Chưa rõ câu chuyện trên là thật hay giả, tuy nhiên có một điều đáng ngờ, đó chính là việc chỉ 7 ngày sau khi tung tin về Triệu Lệ Dĩnh tài khoản của Trác Vĩ bất ngờ biến mất. Rõ ràng con đường tham gia showbiz của Triệu Lệ Dĩnh không hề dễ dàng. Suốt nhiều năm qua, cô luôn giữ cho bản thân ít vướng scandal, cố gắng làm việc. Những bài viết của Trác Vĩ đã ảnh hưởng tới nữ diễn viên rất nhiều. Cho tới tận bây giờ, Trác Vĩ vẫn là nhân vật sừng đỏ khiến xin ít nề phục. Tài môi tin, sát ảnh của đội quân do Trác Vĩ xây dựng trở thành nỗi ám ảnh của các ngôi sao làng giải trí sư trùng. Thậm chí sau khi cặp đôi phòng dĩnh ly hôn, rất nhiều người mong chắc Vĩ sớm comeback và tìm được nguyên nhân sâu xa khiến cả hai đường ai nấy đi trong vánh. Những ngày vừa qua, Triệu lệ Dĩnh Phùng Tiểu Phong ly hôn là tâm điểm của làng giải trí Trung Quốc. Cặp đôi hơn kém nhau 9 tuổi nên duyên khi cùng đóng phim Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc vào năm 2017. Ban đầu nhiều fan cho rằng họ chỉ giả vợ yêu nhau để quảng bá phim. Thế nhưng Phùng Tiểu Phong, Triệu Lại Dĩnh đã trở thành cặp đôi phim giả tình thật đăng ký kết hôn vào giữa năm 2018 và nhanh chóng có con trai đầu lòng. Ban đầu, cuộc hôn nhân không nhận được sự ủng hộ vì cuối chạy bầu, hoàn cảnh hai bên không môn đăng hộ đối. Phùng Tiểu Phong là một thiếu gia gia đình giàu có ở Thượng Hải, lại phong lưu, đa tình. Trong khi đó, Triệu Lê Dĩnh lại có xuất thân nông thôn, thân thái, khí chất, cách cư xử bị nhiều netizen đánh giá là phèn. Thế nhưng, sự ngon ngào của cặp đôi dành cho nhau đã dần khiến công chúng thêm tin tưởng và ủng hộ cho họ. Dù vậy, trong suốt khoảng thời gian bên nhau, có vô số tin đồn ngoại tình bổ về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Từ năm 2019 đã có một hot girl mạng xã hội tự nhận mình là tình nhân của Phùng Thiệu Phong. Hot girl này còn tung cả đoạn chat với bạn, trong đó tiết lộ nam tài tử tới tận thành đô để hẹn hò với cô. Hai người cùng gọi đồ ăn về nhà. Cô gái này còn tự hào khoe những món quà được cho là của ông xã Triệu Lệ Dĩnh gửi tặng Thời điểm đó, phía Phùng Thiều Phong đã kiện cô gái này ra tòa và thắng kiện với số tiền 25.000 tệ, gần 90 triệu đồng. Đến ngày 14 tháng 4 vừa qua, một phóng viên giải trí đã khẳng định chuyện này có thật. Sau khi cặp đôi đã tuyên bố ly hôn, trên mạng xã hội lại lan truyền tin đồn Phùng Thiếu Phong ngoại tình với Hàn Diệp, nữ diễn viên đóng vai A Hoàn có tên đàn quất của Triệu Lê Dĩnh trong bộ phim Mình Làn Chuyện. Ngay lập tức, Hàn Diệp đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Triệu Lệ Dĩnh cũng là chúa tể của những chiếc thuyền khi cô liên tiếp dính tin đồn cắm sừng ông xã. Thậm chí con trai của cô còn bị đồn đại là con của Trần Vĩ Đình hành ngô diệt phẩm. Dù vậy, có rất nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi đường ai nấy đi là do những mâu thuẫn của Triệu Lệ Dĩnh với mẹ chồng. chào Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!